chung là ai mà đang ở fanpage này á là mình phải tranh thủ thời gian nha. Mời nhân viên ở đây họ tư vấn, ở đây liên hệ nhất là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cái mọi bia là tha hồ cho mình uống thoải mái luôn.
Đây mình sẽ order một ly bia mọi người ạ. Thì mọi người có thể là hỏi các bạn nhân viên ở đây xem thử xem là loại bia nào thì mình uống hợp. Thì ở đây có rất là nhiều loại bia khác nhau ha. Nhìn ngon quá thị. Em ơi chị hỏi nhỏ tí là một ly này thì khoảng bao nhiêu tiền ha? Ok. Một ly bia craft như thế này thì khoảng tầm giá là trên 100 ngàn nha mọi người. À, địa chỉ ở đây á hả? Địa chỉ ở đây là ở số N2, đường Trường Sa, 10. Check in không? À, đây nè, tụi mình có check in nè, mình có check in ở trên cái này nè. Đây, em chờ chút xíu nha. Đây, Ly đang có mặt ở đây, Go To Live đang có mặt ở đây. It's BBQ. Địa chỉ là N2, đường Trường Sơn. Đây, nhầm, bước vào đây chứ. Ôi, sao nhập ai? Của tụi mình đó.
Rồi, mình quay trở lại phỏng vấn anh chủ nha. Yeah.
Rất là nhiều đồ chơi luôn. Ví dụ như là những cái lúc mà uống bia mà ngồi chán chán đúng không, thì có thể là sử dụng mấy cái món đồ chơi này để mà giải trí nữa. Đó đây nè. Đó. Lắc. Này là gì ta? Sóc lọ ta? À, chị Nhâm, chị xin lỗi. Mọi người có thấy cái anh ca sĩ không? Cái anh ca sĩ mà mặc áo trắng trắng đang ngồi hát á, ở đây nè. Đó, đây là anh ca sĩ nha. Nè, anh ca sĩ nè mọi người ơi. Đó, ổng đang ngồi hát kìa. Đó. No me hagas así, soy culpable.
Người thấy không, mọi người đang xem cái livestream này đúng không? Thì ủa sao rớt xuống mấy người coi rồi, nãy đang cao quá trời mà chắc ở trong kia ồn quá mọi người nghe không được. Đây thì mọi người thấy nè, là TJ3 đó, TJ3 ha. Thì nếu như mà mọi người đến với TJ3 và mọi người đọc cái mã là go to live, mọi người đọc mã là go to live, mọi người ơi vô livestream lại đi, hình như hồi nãy tụi mình bị rớt ra rồi hay sao á. Đây, go to live. Đó, mọi người đọc cái pass là go to live thì mọi người sẽ được gọi là giảm 20%, 20% mọi người nha. Ok. 24 phút rồi thì chị mọi người đâu có yêu. Hồi nãy thấy quá trời người vô coi luôn. Mọi người bây giờ mình vô mình đọc một phòng nữa thôi, xong sau đó thì mình sẽ kết thúc cái livestream này nha. Và với những bạn mà đã like, share, comment rồi đó thì các bạn yên tâm, mình đi ra ngoài mình nắm lại một lần xong mình vô trong một lần. Okay. Đó, anh đang hát ở trong á mọi người thấy không?
có ca sĩ đang hát ở trong á. Giờ mình vô trong đó nha. Địa chỉ của TJ Bar. Ok.